Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, đó là bộ truyền hình ảnh qua HDMI đến từ Beishot. Sản phẩm này cho phép chúng ta có thể kết nối chia sẻ hình ảnh video từ các thiết bị di động, smartphone, iPhone, iPad, MacBook đến các màn hình qua cổng HDMI. Cái kết nối của nó hoàn toàn là không dây. Các bạn chỉ việc kết nối thiết bị và bộ thu HDMI không dây này với cùng một cái mạng wifi. Và bây giờ mình sẽ thử kết nối với Samsung Galaxy Note 20 với chế độ là DAC không dây. Để kết nối thì các bạn kéo Control Center xuống và chọn vào mục DAC. Thì lúc này Samsung sẽ nhìn thấy được cái bộ thu HDMI không dây của Beishot. Các bạn chỉ việc click vào chọn kết nối. Đó. Bây giờ các bạn nhìn trên màn hình TV thì có cái thông báo là Samsung DAC để báo là việc cái kết nối này thì ở chế độ là DAC không dây. Thì với Galaxy DAC, Samsung DAC thì nó sẽ biến cái màn hình điện thoại hoặc là TV thành như là một cái máy tính thực thụ. Các bạn có thể giải trí làm việc như là trên một cái máy tính xách tay. Đây, các bạn xem là chế độ trình duyệt web của nó là chế độ duyệt web trên máy tính luôn. Các cái ứng dụng được bố trí giống như là trên laptop. Để tìm thông tin của sản phẩm này thì các bạn vào trang chủ của Beishot, rồi gõ từ khóa là HDMI không dây thì chúng ta sẽ xem được cái thông số về cái sản phẩm. Nó hỗ trợ khá là nhiều những cái kết nối không dây như là Google Chromecast, Apple AirPlay, Samsung DAC. Và bây giờ mình sẽ thử truyền video qua YouTube. Các bạn thấy là kết nối khá là mượt. Cái việc ray chuột hay là hình ảnh âm thanh hầu như là không có bị giật lag. Để ngắt kết nối thì các bạn chỉ việc kéo Control Center xuống và nhấn vào biểu tượng DAC một lần nữa thì thiết bị sẽ tự động ngắt kết nối. Ngoài ra thì cái bộ truyền HDMI không dây của Beishot này nó còn hỗ trợ một cái chuẩn kết nối và chia sẻ hình ảnh không dây phổ thông khác của Google, đó là Google Cast hay là Google Chromecast. Tính năng này thì không phải là độc quyền của Samsung cho nên hầu như cái điện thoại Android nào nó cũng có hỗ trợ. Trên Samsung thì Samsung gọi tính năng này là Smart View. Nó cũng nằm trên Control Center, các bạn kéo xuống và chọn Smart View thì lúc này điện thoại sẽ dò thấy cái bộ HDMI không dây của Beishot và các bạn chọn vào chọn kết nối và xong.
Đây là chế độ kết nối phản chiếu màn hình, tức là nội dung hiển thị giữa màn hình điện thoại và màn hình TV là như nhau. Các bạn có thể chỉnh lại cái tỷ lệ hiển thị trên TV cho nó được full màn hình. Khi xoay ngang thì các bạn sẽ thấy là màn hình của TV nó sẽ hiển thị full màn hình, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Các bạn thấy là hình ảnh hiển thị khá là mượt mà, kết nối thì cũng rất là nhanh. Tuy nhiên cái chế độ này thì nó chỉ là một dạng phóng to cái màn hình điện thoại lên trên màn hình TV, cho nên là cái giao diện của nó không được tối ưu như là chế độ của Samsung Bex. Và bây giờ mình sẽ thử xem video YouTube trên chế độ Samsung Google Cast này. Phải nói là hình ảnh và âm thanh rất là mượt mà, không hề giật lắc gì. Và một cái trải nghiệm đáng giá nhất trên các cái màn hình lớn đó là khi chơi game. Chơi game thì trên màn hình lớn cực kỳ đã các bạn ạ. Mình thì chơi game hơi bị chuối, nhưng mà cũng demo một đoạn cho các bạn xem về chất lượng hình ảnh, độ mượt trên một cái game đua xe. Game này thì mình điều khiển thông qua một cái bộ gamepad của Bayset kết nối với điện thoại bằng Bluetooth. Action. À khoan, để mình kiểm tra xem là điện thoại nó đã kết nối được với tay cầm chưa cái đã. Các bạn đợi chút nha. Đây, Pro Controller. Như vậy là điện thoại đã kết nối với tay cầm chơi game rồi. Gamepad connected. Bình thường thì mình chơi cái game này toàn là về bét thôi. Hôm nay để xem demo cho các bạn về coi như nha. Đây này, hiển thị hơi bị đã. Rồi bắt đầu. Đây này là con bé. Cố lên con. Dạ. Bay luôn. Qua được một em thứ hai. Qua luôn. Bay như Fast and Furious luôn. Kìa thật. Wow. Chết rồi, nó giật mặt rồi. Ráng lên. Yeah. Wow. Sắp tới rồi, nhanh lên con.
ứng hình ảnh tuyệt vời. Yeah. Về đích rồi. Ui, may quá, lần này về nhất các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ test trên cái thiết bị Apple. Sản phẩm này thì hỗ trợ kết nối không dây qua Apple AirPlay, nên các bạn có thể kết nối với tất cả các thiết bị Apple như iPhone, iPad hay là MacBook. Để kết nối thì đơn giản là các bạn chỉ việc kéo Control Center xuống và chọn cái nút là phản chiếu màn hình. Trên iPhone và iPad thì nó chỉ hỗ trợ cái chế độ phản chiếu màn hình như vậy thôi. Khi xem YouTube thì nó có thể hỗ trợ chế độ giống như là Google Chromecast, tức là toàn bộ nội dung nó sẽ đẩy lên trên màn hình TV và các bạn xem full màn hình ở trên màn hình TV. Để ngắt kết nối thì các bạn chỉ việc kéo Control Center xuống và nhấn vào cái nút phản chiếu màn hình, chọn dừng phản chiếu. Thao tác khá là đơn giản. Và bây giờ thì mình cũng sẽ thử kết nối không dây qua Apple AirPlay trên iPad. Thao tác thì hoàn toàn tương tự như trên iPhone. Các bạn cũng kéo Control Center xuống, chọn vào HDMI không dây Bayset. Cái nó khá là nhanh. Các bạn thấy thì cái chế độ phản chiếu màn hình trên iPad thì nhìn nó khá là thân thiện hơn so với trên iPhone, do là các màn hình iPad nó cái bề ngang của nó lớn. Tuy nhiên thì nó vẫn không đã bằng Samsung DeX. Nhưng mà mình có cảm giác nó mượt hơn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ xem một đoạn video YouTube xem nó hình ảnh nó mượt như thế nào. Quân AP đi.
thương vẫn còn, chẳng xa nhau sau từng chiều đưa đón. Bây giờ thì mình sẽ thử chế độ kết nối chia sẻ màn hình không dây trên MacBook. Các bạn chỉ việc click vào Control Center và chọn Screen Mirroring là phản chiếu màn hình. Thì mình chọn cái bộ HDMI không dây của Bayset. Các bạn thấy là nó có hai chế độ kết nối, một là phản chiếu màn hình, hai là chế độ mở rộng màn hình, tức là một màn hình chính và một màn hình phụ hiển thị hai nội dung khác nhau. Thì trên màn hình là đang ở chế độ mở rộng màn hình, hai màn hình hiển thị hai nội dung khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ thử chế độ phản chiếu màn hình. Các bạn sẽ thấy là hai màn hình hiển thị cùng một nội dung. Mình là Châu Bùi. Tôi là Eric. Tôi là Sumi Hạ Linh. Mình là Amy. Mình là Hiền Hồ. Mình là Yến Trang. Tôi là Ricky Star. Mình là Zach đây. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại phòng 21 nhá.